Hi, chào anh em ạ, chị ở đâu? Mình là Tlu S98. Du quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay với dự án làm về giải đấu PKLink Server Championship. Đấy, sẽ rất hay ho và thú vị. Ở đây là một trong những công tác để chuẩn bị cho giải đấu đấy. Chia sẻ với các bạn cách livestream trên ứng dụng Facebook Gaming. Đấy. Đây là một ứng dụng cực kỳ dễ dàng, miễn phí so với những ứng dụng ngày xưa như là Omlet hay cái gì gì. Nó rất là khó khăn, thì ứng dụng này dễ dàng hơn nhiều. Các bạn có thể rất dễ dàng tải về bằng cách vào CS Play. Hoặc là CH Play hoặc là App Store đúng không? Đấy, thì các bạn tìm cho mình chữ Facebook Gaming và tất nhiên ấn cài đặt vân 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 đúng không? Sau khi cài đặt xong rồi thì tất nhiên chúng ta sẽ sử dụng nó bằng cách bấm vào nó. Cách đăng nhập của cái Facebook này thì nó giống hệt như là cái Facebook của nó đang đăng nhập giống hệt như Facebook của tài khoản chính của các bạn thôi hoặc tài khoản Facebook Cloud của các bạn thôi. Đấy, đó là tài khoản Facebook thôi. Có điều phục vụ cho chơi game chứ không phải là dùng để chia sẻ các thông tin rồi cảm nhận suy nghĩ vân vân. Đấy, ở đây một cái chuyên môn về game của Facebook các bạn ạ. Dạo gần đây mình có những ngày xưa không có. Thì các bạn livestream bằng cách bấm vào cái biểu tượng máy quay, chọn cái game trong máy của các bạn mà các bạn muốn livestream. Ví dụ trong trường hợp này thì mình đang bàn về bản quyền vương 98 siêu quốc tế đúng không? Đây, nó chính là cái hình này. Đấy, sau đó thì chọn mình còn cả like cả liên quân nữa nhé. Đấy, sau đó thì chọn là cái biểu tượng của cái game đấy. Đấy, thế là nó sẽ kết nối đến cái game đấy. Đúng chưa? À, các anh em thấy chưa? Thế là nó sẽ kết nối đến game đấy. Thì để bật like thì các bạn bấm vào chữ Facebook like ở giữa này. Đấy, đúng không? Cái nick Facebook của mình đây là Facebook Clone nhá. Thì phát trực tiếp thì các bạn cứ ấn là nó phát thôi đúng không? Select audio đấy thì các bạn là sẽ lựa chọn những cái người mà mình muốn hiển thị đấy, trong trường hợp này thì thông thường thì các bạn lựa chọn trường hợp là tất cả các bạn bè hoặc là nó có nhiều sự lựa chọn lắm. Mình lấy ví dụ ngoài sự lựa chọn các bạn bè nhá thì nó có thể lựa chọn là chỉ mình tôi đấy cũng được, thì các bạn có thể sử dụng cái kiểu chỉ mình tôi này nếu như mà không muốn người khác biết được Facebook của mình là đang livestream. Đấy, nó có vài kiểu lựa chọn, ba kiểu lựa chọn. Hoặc là các bạn switch to pay, switch to pay profile. Nói chung ba sự lựa chọn này tùy nha. Facebook clone thì mình nghĩ là các bạn cứ Facebook clone thì các bạn cứ công khai thì được, mình like mình là công khai hết. Sau đây các bạn ấn phát trực tiếp, đấy thế là nó sẽ phát. Đấy, mình sẽ thử ấn đây trình ấn chỉ mình tôi nhá. Đấy, giờ nó phát trực tiếp nha. Đấy, các bạn nhìn thấy Facebook Gaming sẽ chụp mọi thứ trên ảnh màn hình. Để mà các bạn hủy lại. Thông thường mình thấy rằng để bảo mật cho tốt và không lo bị hack hết thì các bạn có thể bỏ SIM ra, tháo SIM ra, ăn chặt, không bị lo hack hết này cả. Đấy, thì các bạn ấn chữ không hiển thị lại. Ok, nó không cần đâu, ấn bắt đầu ngay. Đấy, thế là nó sẽ live stream các bạn nhá. Rồi, ok. Đấy, thì cái biểu tượng này là cái biểu tượng để chúng ta kiểm soát. Đấy, nếu mà muốn tắt đi thì các bạn bấm vào phần kết thúc đúng không? Đấy, đây là đang 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 livestream trên ứng dụng à trên gì ở trên trang cá nhân Facebook của mình có rồi đấy. Đấy. Nó cũng đơn giản thôi các bạn. Đấy, một bước nhá. Trên App Store thì mình nghĩ là cũng tương tự như vậy. Tí nữa mình sẽ thử trên App Store của iOS đấy. Nếu như mà nó có sự khác biệt thì mình sẽ làm một video khác nữa. Đấy, còn nếu như nó không có sự khác biệt thì thôi nhá. Đấy, tương tự nhau dễ mà đúng không? Dễ dùng thật. Ngày xưa dùng khó ấy các bạn ạ. Dễ dùng thật. Rồi. Dừng dừng live stream chưa? Có đấy. Kết thúc và rồi. Buổi vậy kết thúc đã dừng rồi. Đấy. Thôi còn đâu mình cũng dừng video quay ở đây nhá, để chia sẻ ngắn tí. Đây là một trong bước quan trọng rồi.